Báo The Washington Post ngày 5 tháng 11 dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc giục nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky thể hiện sự cởi mở trong các cuộc đàm phán với Nga. Theo các nguồn tin, yêu cầu này không nhằm mục đích buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán, mà chỉ muốn bảo đảm vị thế của Ukraine trong mắt những người ủng hộ quốc tế. The Washington Post bình luận, đây là một nỗ lực có tính toán của Washington, qua đó giúp duy trì sự ủng hộ của các quốc gia khác dành cho chính phủ ở Kiev. Ngoài ra, Mỹ được cho là đề nghị ông Zelensky bác bỏ sắc lệnh có nội dung không tổ chức hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. The Washington Post cho hay, Mỹ tin rằng Nga chưa muốn đàm phán nghiêm túc liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt phát động tại Ukraine ngày 24 tháng 2 năm nay, đồng thời thừa nhận việc Kiev từ chối đàm phán đang gây ra lo ngại ở một số quốc gia thuộc châu Âu, châu Phi và châu Mỹ Latin, vốn đang đối mặt với tình trạng giá lương thực và nhiên liệu tăng cao. Theo các quan chức Washington, nhiều khả năng ông Zelensky sẽ đồng ý đàm phán và nhượng bộ. Họ lưu ý Kiev đang cố gắng đạt được nhiều lợi thế quân sự nhất có thể trước khi mùa đông tới để làm tiền đề cho ngoại giao nếu có cơ hội. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có phản hồi về thông tin do The Washington Post đăng tải. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng hội đàm về vấn đề Ukraine và lắng nghe phương Tây nếu họ đề nghị tổ chức đàm phán về việc giảm leo thang căng thẳng có tính đến lợi ích của Nga. Về phía Ukraine, ông Zelensky từng khẳng định sẽ không đàm phán với Nga sau khi nước này ban hành lệnh động viên quân đội và sáp nhập 4 vùng của Ukraine, bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia.